Cô bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh hôm nay em có một chiếc xe trong phân khúc copper thể thao để anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về chiếc Audi TT 2.0 sản xuất là 2015 một chiếc xe sở hữu thiết kế thể thao tinh tế đến từng chi tiết của mẫu copper xe còn được tích hợp với những tính năng công nghệ hiện đại nhất từ hãng xe Đức với chiếc xe nó giới thiệu cho anh chị và các bạn là chiếc Audi TT 2.0 sản xuất là 2015 xe có ngoại thất là màu trắng với những các chi tiết phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi cùng với những phần giải đèn LED định vị và mặt à, nưới tản nhiệt của chiếc xe có hình nục giác với những chi tiết thiết kế nhìn trông rất là hiện đại và khỏe khoắn với chiếc xe em đừng giới thiệu cho anh chị và các bạn thì luôn cam kết cho các bác các hạng mục là xe không bị đâm va không bị ngập nước bao trách test mọi nơi cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu những đường led bên ngoài của chiếc xe thể hiện sự tinh tế cũng như là trẻ trung trong đường từng đường led à, cái phần uh, mâm thì được uh, sơn đen cũng như là bố phanh được uh, sơn đỏ đây là những phần nốt no láp của chiếc xe anh chị có thể tham khảo sơn si dọc thân xe và những đường gân góc cạnh của chiếc xe thì vẫn rất là đẹp Kích thước chiều dài của chiếc xe là 4177 mm và chiều rộng là 1832 mm, chiều cao là 1353 mm. Chiều dài cơ sở của chiếc xe thì có thể đạt là 2505 mm. Ngoại thất xe thì pha trộn những kiểu dáng mềm mại đặc trưng và và những cái LED bức phá giúp cho chiếc xe nhìn trông nó mạnh mẽ hơn từ trước ra sau. Đấy, ghế ngồi của chiếc xe thì với hệ thống ghế da kết hợp với cả xa lộ. khu vực bên trong với hệ thống ghế da màu đen xe thì có uh, chỗ ngồi là bốn chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai thì anh chị và các bạn muốn lên thì mình phải gặp hàng ghế lái uh, trước xuống thì mình có thể mới có thể là đi lên kéo lên thì mình mới có thể lên hàng ghế thứ hai không gian hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì nó cũng khá là chật hẹp do là một mẫu thể thao lên cái phần hàng ghế thứ hai gọi là hàng chống cháy ở phần đuôi xe với những tạo hình bóng đèn LED rồi những cái chi tiết được thiết kế rất là tỉ mỉ và trau chuốt xe có trang bị ống xả hai bên cân xứng với ống xả kép nhìn trông rất là thể thao và cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì cũng khá là rộng rãi anh chị và các bạn có thể thấy là sẽ có trang bị vách ngăn uh, giữa khoang hành khách và khoang hành lý cái không gian để đồ anh chị và các bạn có thể để được uh, rất là nhiều đồ đây những đường led chi tiết về keo chỉ đinh tán thì anh chị và các bạn có thể ngắm nghía qua những đường led về hàng ghế thứ hai Đấy, một cái không gian ngồi cũng khá là chật hẹp dành cho các em nhỏ phù hợp hơn đây là những cái chi tiết như là hệ thống keo chỉ hay là những phần con ốc bắt đèn tất cả các chi tiết đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước bao trách thép mọi nơi ở mẫu xe này thì nó trang bị cho anh chị và các bạn nhận rất nhiều các tính năng công nghệ an toàn tiên tiến với 6 túi khí, kiểm soát độ bán đường, cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, rồi giữ phanh, start top này, công nghệ khóa động cơ chống trộm và rất nhiều các tiện nghi tính năng option với 5 chế độ lái để anh chị và các bạn có thể lựa chọn khác nhau theo cái cung bậc cảm xúc của mình. Đây là những cái chi tiết về không gian khoang lái của chiếc xe. Anh chị có thể nhìn qua về phần cánh cửa tích hợp các phím điều chỉnh. À, bên trong thì nó với những phần chỉnh gương và lên xuống kính của chiếc xe. Các à, phím chức năng của chiếc xe hay bố cục của chiếc xe được thiết kế rất là gọn gàng, dễ dàng sử dụng và thao tác. Những điểm để đánh giá được là xe có bị à, tháo rã sửa chữa không, anh chị bạn có thể nhìn qua những cái chi tiết em quay. Đấy. Cửa gió điều hòa tu bin với nội thất xe trông gọn gàng hơn bằng điều khiển trung tâm với một dãy nút duy nhất các lúm xoay điều khiển hệ thống điều hòa được tích hợp ngay cánh cửa gió rồi cái những cái chi tiết như là hệ thống phanh tay điện tử này phím bấm điều chỉnh này đấy những cái chi tiết để anh chị và các bạn có thể thấy được vô lăng của chiếc xe này thì có trang bị vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng Phía sau vô lăng thì nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn một cái màn hình lái ảo TFT LCD 12,3 inch khu vực bảng đồng hồ lái thay vì màn hình trung tâm trước đây. Khi sở hữu khởi động xe, màn hình vùng lái sẽ hiển thị các thông tin để anh chị và các bạn có thể nắm bắt được mình lái xe và nhận được các cảnh báo của chiếc xe, tình trạng của chiếc xe để mình có thể lái xe an toàn. Bác chủ thì đã nâng cấp cho chiếc xe nhân hệ thống cam hành trình trước sau rồi. Và với khối động cơ của chiếc xe, xe ta sẽ cùng đi tham quan chi tiết như sau. Với những cái phần keo chỉ hay là ốc ác đều còn trong tình trạng nào nguyên bản. Động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng khối động cơ i4 2.0L TFSI, công suất là 230 mã, sức kéo là 370 Newton. Xe sử dụng hộp số tự động là 6 cấp S-Tronic dẫn động bốn bánh qua cho cho anh chị và các bạn có thể thắng tốc lên không lên 100 km chỉ hết 5,3 giây trước khi đặt vận tốc tối đa là 250 km h Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nó rơi vào khoảng 6,8 lít. Và chiếc xe này thì hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó chỉ khoảng 1 tỷ 2 gì đấy. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy kết bạn Zalo em sẽ gửi thông tin chi tiết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.